Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Chay của Trung tâm Diệu Pháp Âm. Và để mở đầu cho ngày hôm nay, Đại Nghĩa sẽ đọc cho quý vị một lá thơ mà có khán giả gửi về cho chương trình. Câu hỏi như sau. Đây là một câu hỏi của một đầu bếp có một cái nick rất là ấn tượng, đó là đầu bếp đam mê sáng tạo. Trong phần giới thiệu món ăn thì nhờ cô Vân hãy trả lời giúp dùm cho canh đầu bếp đam mê sáng tạo này cô nha. Cô có thể chia sẻ một chút thông thường cách biến tấu một món đặc sản, món mặn á, thành món chay tịnh thì cô sẽ làm như thế nào để giữ được nét độc đáo của món ăn đó mà không dùng nguyên liệu từ động vật, cụ thể như món chả giò Triều Châu hay còn gọi là món chả giò tiêu. Vì Triều Châu là thành phố ven biển nên món ăn nổi tiếng với hải sản và nguyên liệu rau củ tươi nhiều chất ngọt. Vậy thì món chả giò tiêu chay sẽ được làm như thế nào để vẫn giữ được nét đặc trưng của món này mà không dùng hải sản? Đây là một cái câu hỏi mà con nghĩ là nó sẽ là một cái câu hỏi chung cho rất nhiều người đó cô. Bởi vì khi mình đi ăn ở một cái quán ăn bình thường hay một cái nhà hàng nào đó thì có những cái món mặn mà họ làm mình biết rằng đây là một cái món ngon, nhưng mà bởi vì mình ăn chay thì về nhiều khi con cũng muốn chế biến từ cái món mặn đó trở thành cái món chay để mình ăn hàng ngày thì cũng khá là khó khăn, khá là phức tạp. Như hôm nay chả giò là một cái món con thích, nhưng để từ một cái món chả giò tiêu mặn mà bây giờ thành món chả giò tiêu chay thì có thể con nhờ cô tư vấn giúp con. Dạ. Câu hỏi của bạn gì? Đầu bếp sáng tạo. Dạ. Vâng. Và cũng như Đại Nghĩa vừa nói, đây cũng là những cái trăn trở của những người thích ăn chay mà vẫn mang âm hưởng mặn. Vâng, tôi xin nhắc lại là những người thích ăn chay mà lại mang âm hưởng mặn. Vì sao? Bởi vì đó là những người đã từng ăn mặn và đến với ăn chay. Dạ. Đại Nghĩa công nhận với cô không nào? Dạ. Tức là khi chúng ta đang ăn mặn và chúng ta tập dần dần để ăn chay. Ăn chay đây không có nghĩa là chúng ta phải đi tu. Tức là chúng ta không muốn sát sinh nữa. Chúng ta không muốn ăn những cái chất đạm từ các loại động vật nữa. Thì chúng ta tìm đến ăn chay để thứ nhất thanh lọc cơ thể. Và thứ hai là mình cảm thấy tâm hồn mình đã tĩnh lặng hơn. Với những người đã từng ăn mặn mà làm món chay thì tôi nghĩ rằng tương đối là dễ. Bởi vì mình đã có cảm nhận được để mà mình có thể mình chế ra. Thế nhưng mà các bạn biết không, hôm nay với món chả giò tiều chay thì tôi nghĩ rằng những bạn nào đã từng ăn mặn chúng ta có thể chấp nhận được. Còn những bạn nào không bao giờ ăn mặn, chỉ ăn chay trường từ bé thì đây là một món ăn vô cùng ngon và vô cùng hấp dẫn. Con thích chả giò lắm, thành ra là nghe cô giới thiệu về cái món này là thấy thèm rồi đó. Vâng, còn thì để giải đáp nữa, nó sẽ thành một cái câu hỏi và câu trả lời dài cho cả món chả giò tiều chay của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ từ từ từng bước một giải đáp những thắc mắc trong lòng của bạn đầu bếp sáng tạo. Để thực hiện được món chả giò tiều, chúng ta cần các nguyên vật liệu như sau: nấm rơm, nấm bạch tuyết, boa rô, tàu hủ ki tươi và đậu hũ khuôn. Chúng ta cần một ít vỏ để cuốn, và cái vỏ để cuốn này chính là vỏ hoàn thắn. Thay vì chúng ta dùng bánh tráng thì chúng ta sẽ dùng vỏ hoàn thắn. Và gia vị để trộn với chả giò sẽ chỉ có hai thứ: hạt nêm, một ít đường và dầu hào. Nhưng gia vị chấm thì sẽ hơi phức tạp. Nó sẽ gồm có tương ớt, tương cà và tương xí muội. Bây giờ chúng ta thực hiện món chả giò này nhé. Mình làm cái nhân cô ha. Đúng rồi, mình làm cái nhân. Thì ở đây nấm rơm và tàu hủ ki tôi đã băm nhuyễn. Đậu hũ chúng ta phải tán nhuyễn. Lại tiếp tục câu hỏi để có một câu trả lời thỏa đáng cho bạn. Đó là Triều Châu là một thành phố ven biển, cho nên tất cả các món ăn của Triều Châu hầu như đều có dùng hải sản. Từ đầu tới bây giờ chúng tôi đã thực hiện được khá nhiều món ăn chay, và luôn luôn vì muốn các bạn trở thành những người không có nghĩ ngợi gì đến cái chuyện sử dụng những chất đạm từ động vật nữa, cho nên tôi luôn luôn né những cái câu hoặc là những cái từ mà bây giờ ở ngoài thị trường người ta hay dùng. Thí dụ như chả giò cua chay,
chả giò thịt gà chay, rồi nấm đùi gà. Thì các bạn biết rằng khi sử dụng nấm đùi gà, tôi đã sử dụng từ là từ nấm đùi gà thành nấm cây. Và hiện nay tôi đi chợ thì những người bán hàng cho tôi đều biết khi tôi hỏi nấm cây là người ta đưa cho tôi cái nấm đùi gà. Chay hay mặn, nó chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Khi các bạn đến một cái quán chay, các bạn ăn một cái cuốn chả giò và người ta nói rằng chả giò cua, chả giò tôm, mở ngoặc, chay, thì mình cũng hơi ngại ngại. Là bởi vì mình đã ăn chay rồi, mà mình ăn và cái vị đó, mình có cảm giác nó giống cua, giống tôm, thì chúng ta cũng nên coi lại. Bởi vì tất cả những cái đó đều là hóa chất tạo mùi, tạo vị mà ra. Cho nên thôi thì cứ có gì thì chúng ta dùng đấy. Yeah. Và ngày hôm nay, để làm nên những cuốn chả giò tiều chay, tôi sẽ sử dụng nấm bạch tuyết để tạo hình. Yeah, rồi, này, cô. Đậu hũ đã được tán nhuyễn. Bây giờ chúng ta sẽ cho tàu hủ ki bằm rất nhuyễn và nấm rơm. Mình sẽ cho vào đây một ít baro bằm nhuyễn. Gia vị sẽ gồm có hạt nêm, một ít đường bởi vì nấm rơm đã rất là ngọt, một tí xíu nước tương tạo mùi thơm và một ít dầu hào chay. Mình đã có một cái tô nhân rất là hấp dẫn đây. Bây giờ để tạo thêm mùi thơm, tôi sẽ rắc vào đây một ít tiêu cho nó dậy mùi lên cô ha. Ngon lắm cô ơi. Ngon lắm nên à. Cái mùi thơm ngon lắm. Bây giờ cái nhân mình quết nó phải nhuyễn nhuyễn phải không cô? Đúng rồi, mình phải làm cho nó thành một cái chất kết dính. Gia vị để chấm tôi nhắc lại: tương ớt, tương cà, tương xí muội. Bây giờ tôi và Đại Nghĩa sẽ chuẩn bị cuốn. Thì đối với lại vỏ hoàn thánh, chúng ta có cái kích thước trung bình là như thế này. Cũng có nơi người ta sẽ bán cái vỏ hoàn thánh lớn hơn cái này khoảng 1cm vuông, tức là bự đa. Nhưng mà đối với món chả giò tiều thì chúng ta chỉ cần dùng thế này thôi. Các bạn mua về và các bạn nhớ định hình, đừng để cho, vì khi gói đó, nhiều khi cái miếng hoàn thánh nó như thế này thì nó sẽ bị gãy. Chúng ta định hình lại vậy, và nó có bột cũng mặc kệ nó, các bạn đừng có quan tâm. Bởi vì nếu không có bột thì nó sẽ bị dính vào với nhau. Yeah. Rồi, trước hết tôi sẽ gấp thành một góc như thế này. Các bạn gấp và bạn ấn xuống. Bây giờ mình sẽ dùng một cái thìa nhỏ. Và không làm nhiều nhân nha các bạn. Mình làm rất ít. Các bạn có thể nhìn thấy rằng sau khi gấp, tôi chỉ lấy rất là ít nhân. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đặt cái nấm và cái mũ nấm quay ra ngoài. Yeah. Các bạn nhìn tôi gấp nè. Dễ thương. Cái tiếp theo, mình gấp cho nó sát cái cuốn cái nấm luôn cô hả? Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái chén nước. Thấm, mình dán lại. Mình sẽ dán lại. Ồ, con chưa bao giờ con biết cái món chả giò này hết đó cô. Thành ra con nhìn thấy nó rất là lạ. Hình dáng cái chả giò nó không có giống cái chả thông thường. Thế các bạn nhìn thấy và đây là đúng theo yêu cầu của bạn đầu bếp sáng tạo. Thì bạn thấy rằng nếu đây là một cái chả giò tiêu mặn thì cái phần này nó sẽ là đuôi của một con tôm. Còn ở đây thì tôi sẽ sử dụng bằng một cái mũ nấm bạch tuyết. Đại Nghĩa nhìn cô Vân so sánh xem như thế nào. Tức là các bạn nhìn đây, trước khi làm cái thứ nhì, tôi muốn cho các bạn phân biệt. Chúng ta phải gấp để cho cái này nó khép kín lại. Vì nếu không thì sau khi chiên thì cái này nó sẽ rớt ra. Nó rớt ra chứ không phải lòi ra.
Rồi, bây giờ chúng tôi làm lại. Trước hết này, mình sẽ gấp một góc, đừng gấp sâu quá. Ấn cho nó chặt xuống. Nhân vào ít thôi. Nhân ít thôi. Nhưng ít thế này thì với cái tô nhân này của mình chắc làm được cũng cả trăm cuốn. Được nhiều lắm. Và cái gấp đầu tiên thì chúng ta gấp xéo thế này. Dạ, nó sát. Rồi gấp thứ nhì thì chúng ta sẽ gấp cho nó ép lại. Rồi đó. Con đã rút kinh nghiệm và con sẽ làm đẹp hơn. Đúng rồi. Đây. Cái miếng này là cô là người ta hay làm hoành thánh đó phải không cô? Đúng rồi, làm hoành thánh. Chúng ta sẽ có những cái bài học khác dính đến cái vỏ hoành thánh này. Chẳng hạn như hoành thánh chiên. Rồi xong rồi hoành thánh nấu nước. Yeah. Nấu nước dùng. Mình chiên trái giò này nè cô, mình nên để lửa nóng ngay từ đầu luôn hay mình để lửa riu riu cho nó từ từ chiên? Nó có rất là nhiều cách chiên chả giò tùy theo cái vỏ. Thì vỏ hoành thánh là rất nhanh chín. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta không dùng nhân nhiều. Nếu mà nhân nhiều thì vỏ ngoài chín rồi mà nhân chưa kịp chín thì nó sẽ bị cháy. Cái thứ hai đó là khi mình chiên chả giò mình không nên sử dụng lửa lớn quá. Bởi vì vừa cho vào á, thì là cái vỏ nó đã chín rồi. Khét luôn. Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên chả giò. Thì các bạn biết rằng là lúc nãy tôi có yêu cầu Đại Nghĩa là dù có thích nhân nhiều tới đâu cũng không được bỏ nhân nhiều. Vì lý do rằng cái vỏ hoành thánh nó rất là nhanh chín. Thế cho nên là chúng ta sẽ làm nhân ít thôi. Và chúng ta bỏ vào thì các bạn thấy đó. Để lửa nhỏ nhỏ thôi. Vâng, để lửa trung bình. Nó chín nó nổi lên thì coi. Này. Nếu mà chúng ta miết cái vỏ đó bằng nước á, mà cho nó chắc á, thì nó sẽ không bị bung. Dạ. Ôi hấp dẫn quá nè. Có nghĩa là nắm cái nó cũng mau chín cô ha. Rất là nhanh chín. Nào giờ con không hề biết là mình có thể mình dùng cái vỏ hoành thánh này để mình làm chả giò. Vỏ hoành thánh làm chả giò, làm samosa là một món chả giò của Ấn Độ. Con thích ăn chả giò mà tại vì không có biết làm á cô, chứ lại mình ngại cái việc mình phải cuốn á. Thành ra cứ phải mua chả giò người ta làm sẵn. Mà chả giò làm sẵn thì nhiều khi nó lại không có ngon. Thì khi mà Nghĩa nhìn thấy là nó hơi nâu nâu thế này là mình vớt ra ngay. Yeah. Bởi vì sức nóng ở trong dầu còn ở trong cái vỏ chả giò sẽ làm cho chả giò có độ vàng đáng kể. Nếu mà mình để cho nó vàng hẳn mà mình đem ra thì cái chả giò nó sẽ bị nâu đậm. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đĩa. Đây. Tôi hy vọng rằng nếu mà bạn đầu bếp sáng tạo đang xem chương trình của chúng tôi thì bạn cũng sẽ hài lòng với những cái chả giò tiều rất là giống chả giò tiều, phải không nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm nước chấm. Thế thì các bạn nói rằng là nước chấm thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà có ba cái loại nước chấm đó, thì mình cứ việc mình chấm. Mình thích chấm cái loại nào thì mình chấm loại đó, đúng không nào? Không phải vậy đâu. Chúng ta sẽ phải trộn đều ba cái loại nước chấm này. Vâng, nếu như vừa rồi cô Vân nói nhá, thích chấm cái nào thì cứ chấm cái đấy. Thì bây giờ cô nghĩ rằng là Đại Nghĩa sẽ là người thử các loại nước chấm này dùm cô. Trước hết chúng ta sẽ cắt cái chả giò này làm ba đi. Để mình để mình có thể là mình thử. Rồi. Bây giờ việc đầu tiên là Nghĩa sẽ chấm với lại cái gì mà Nghĩa thích mà một thứ trước. Thôi. Dạ, một trước. Con luôn luôn thích ăn tương xí muội. Nghe tương cà. Con cũng có cảm tình với tương cà lắm. Con ấn tượng với tương ớt. Các bạn thấy không?
Trời ơi, không phải là tin đâu nhá. Có phải tin không đó? Không tin, không tin, nhưng mà là người rất ư là tin ở chỗ là rất thích tương cà. Hoặc nào, ấn tượng với tương ớt và luôn luôn thích tương xính muội. Hay bây giờ bạn nói đi nha. Trong khi bạn nói thì cô Vân sẽ làm theo cách của cô. Dạ. Dạ, thì có nghĩa là mỗi một loại tương khi họ làm ra như vậy nè thì nó cũng có đầy đủ gia vị, mùi hương đặc trưng của nó trong đó. Thành ra nếu như mình không có điều kiện mình mua nhiều loại tương mình trộn chung với nhau như cách cô Vân đang chế biến đây thì mình ăn riêng với từng loại tương cũng ngon. Nhưng mà để thử xem khi cô Vân mà kết hợp cả ba loại tương này lại với nhau rồi có thêm thắt cái gì nữa không thì chưa biết. Thử xem cái món tương mới này nó như thế nào nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ trộn ba cái loại nước chấm này lại với nhau và với một tỷ lệ thế này. Thứ nhất là 2 thìa tương xí muội. Tương xí muội. Dạ. 1 thìa tương cà. Ừ. 1 thìa tương ớt. 2 thìa tương ớt luôn. Và 3 thìa tương ớt. Vậy là cái món này hơi cay một tí thôi ha. Vâng. Và bây giờ thì xin Đại Nghĩa dùng thử với lại ba người bạn của Đại Nghĩa. Dạ. Thử xem cái món tương 3 trong 1 này như thế nào. Ngon lắm cô. Nó kết hợp cả ba thứ vô. Nó có ngọt, có mặn, có chua chua. Có một cái mùi hương nồng thơm thơm của cái xí muội. Tôi nhớ rằng có một cái bài hát cả nhà ta đều thương yêu nhau. Yeah. Xa thì nhớ mà gần nhau là cười. Vâng, với 3 trong 1 này tôi nghĩ rằng cả nhà chúng ta đang rất yêu thương nhau và cùng nhau thực hiện món chả giò tiều chay. Và đây cũng là một cái giải đáp rất là nhanh, rất là gọn. Và tôi nghĩ rằng rất là có hiệu quả cho bạn đầu bếp sáng tạo. Dạ. Đại Nghĩa cũng đã cho một cái ý kiến cuối cùng rằng là thay vì ấn tượng với món này, yêu mến món nước chấm kia và không thể nào quên món nước chấm nọ, là chúng ta phối hợp cả ba loại nước chấm đó cho một món chả giò chay rất là ngon với một cái tên rất là lạ, đó là chả giò tiều. Xin thân ái chúc các bạn thực hiện được món ăn này thật là ngon và cũng rất là hoan hỉ khi mà mời các bạn mình, và các bạn mình cũng rất hoan hỉ khi nhận. Dạ. Vâng, và đấy cũng là cái tiêu chí, cái ước mơ của chúng tôi, những người thực hiện món chay của Trung tâm Diệu Pháp Âm. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.